Nào đi chơi rừng nhá. Dù mấy đứa trẻ con này đi chơi bẻ cây làm súng phốc, gặp cây quả rừng đây cho hai đứa trèo. Đây gọi là cái quả sổ. Lạ lắm cái quả này các bác không nhìn thấy đâu. Trước nơi các bác xuống có thấy ngay. Ôi mình không mang muối đi à? Trèo lên cây cao đấy. Đây, cái cây quả sổ nó gọi là cây quả sổ, thật ra nó là hoa thôi mà. Đây trên này có này. Giờ chưa thấy đâu, mình đã xuống nha. Đây, quả sổ đây, đưa chú nào. Quả mắt sản. Quả này là quả non đấy, quả non này ăn nó mới không chát mấy. Có quả sổ này mà nó già, nó to bằng cái bát cơm ấy, to quịch. Nó là hoa thôi mà, cái này nó hoa nó nở xong nó khép lại những cái cánh này, cánh hoa thôi mà. Kìa, nhặt đi kìa, ao ấy. Nằm đi. Ở chút nước ấy. Cảm ơn làm gì à? Cẩn thận đấy, đứt tay đấy. Rồi. Đi vào rừng tìm linh tinh ăn cả quả ổi nữa này. Cho muối vào đây này. Quả sổ là cái quả như này. Tách nó ra lấy cái gọi là cái kíp. Cái khíp chứ nhỉ? Khíp mới là đọc đúng chứ. Khíp. Khíp sổ đấy. Này nấu canh thôi. Chứ giờ ăn hoan được đâu, ăn sống ăn được đâu, cứng. Sơ nó già. Nào các bác đi ăn cái canh cá với cái quả này không? Quả này các bác lạ lắm, các bác không nhìn thấy bao giờ đâu. Quả này quả rừng mà tôi gọi là quả sổ theo tiếng phổ thông nhá. Nhưng mà tiếng Thái gọi là quả mắt sản. Tôi có một cái đoạn video ngắn tôi quay cùng với đứa trẻ con đấy. Quả này ăn hay lắm. Thì cua cả. Cuộc cái gì với vẩn mày. Thằng cu này à, cái đặc điểm của ẩm thực Tây Bắc ấy, của anh em đồng bào người Thái là cái món cá không bao giờ có chuyện kho, không bao giờ có chuyện rán. Chỉ có một là nướng, hai là nấu canh. Chứ là không bao giờ có kho đâu nhá. Nấu canh như thế này, nấu canh bao giờ có cái vị chua. Thì tất cả những loại hoa quả rừng mà loại nào ăn được không chết. Không chết, chua chua chát chát là cho vào nấu canh được hết. Cho nó có một cái loại quả như này này, quả sổ này. Thật ra cái này nó không phải là quả, nó là hoa đấy. Chính xác nó là hoa. Nó những cái, đây là những cái cánh hoa này, nó dày cộp này. Khi nó nở ra xong rồi, bắt đầu nó khép lại thành một cái quả như này. Mình cứ gọi quen mồm gọi là quả sổ. Cái này gọi là cái quả sổ là tiếng phổ thông. Còn mà tôi hay gọi, trẻ con ngày xưa hay gọi, chứ còn không biết tiếng chính xác là gì. Quả sổ, tiếng Thái gọi là quả mắt sản. Các bác bổ nó ra, lấy những cái khíp này. Cái này gọi là khíp sổ. Đấy. Xong bắt đầu mới cho vào nồi. Cắt nhỏ ra xong cho vào nồi nấu với cá. Hôm nay tôi có mấy con cá lăng sông Đà này, hơi bé tí. Hôm qua mấy anh em nó bắt nó cho này. Cá lăng chấm sông Đà. Ôi xời, nó canh này ngon đấy. Sơn này. Bóc quả sổ đi. Đây nha, bóc quả sổ nha. Đấy, cái này gọi là quả sổ, thật ra nó là hoa thôi mà. Đây, nó có những cái khíp như này, gọi là cái khíp sổ này. Đấy, bóc tay ra bên trong nó có một cái lõi. Nó chính là cái nhụy hoa đấy. Cái này, quả này mà đi sông đi suối hay gặp nhất ở bờ sông bờ suối. Mùa tháng 11, tháng 12 này nó bắt đầu chín. Đến tháng 3, tháng 4 nó vẫn còn sót vài quả. Ông nào đi ngủ gốc cây mà gặp gió to nó rơi vỡ đầu. Cái sổ này khiếp lắm. Quả nó to, cái này còn nhỏ đấy, có quả to quịch ấy. Bóc nó ra xong rồi lấy cái này trong tí nữa ta mới cho vào. Đơn giản lắm, chỉ bóc này lấy mấy cái, bỏ bớt hai cái bên ngoài đi cho nó đỡ chát. Xong rồi lấy những cái khíp bên trong ấy. Thái dọc nó ra. Cá mổ lên cho vào nồi như này. Đun lên. Đun sôi để ăn. Cái quả sổ này nó có cái vị chua nó ngon nhỉ. Cái quả sổ này nó không như cái không như chanh đâu. Cái quả sổ này nó chua chua, chát chát, hơi chát chát, ăn hay lắm. Nên là cái món này tôi không biết là các bác đi vùng khác thì hỏi tên nào, nhưng đơn giản nhất là cái quả nó hay mọc ở bờ sông bờ suối, ở khe nước ấy. Mà nó to quịch như thế này. Đấy, cứ hỏi xem cái quả này là quả gì nhá. Ở vùng Lai Châu tôi gọi là quả sổ, quả mắt sản. Nó chỉ có một quả từ tháng 7 bắt đầu ra hoa, tháng 8, tháng 9 bắt đầu là ăn được. Bên trong này. Đây, bên trong nó như này này. Đây ta. Đây cái chính là cái nhụy hoa đây mà. Cái này là cái nhụy hoa đây, có cái gì đâu. Đây, nhụy hoa nó nở như này. Còn cái này nó chính là cái cánh hoa đấy. Quả sổ đây. Ăn ngon lắm. Cá kia cho hết cả hai con vào. Canh cá đây đừng có cắt ra để cả con được. Ôi, làm canh cá ăn nhá. Cái món này hay lắm.
ăn thì ăn bữa sông, hôm qua mấy anh em nó cứ rủ nấu canh bữa sông ăn nhưng mà mệt lắm, rồi về qua tôi vỡ kính, không có kính chả nhìn thấy gì cả, thì về nhà nấu ăn sau. Quên đấy, cái này bọn tôi đi không suối ăn, là hay ăn này. Hay ăn thế này, những cái khíp già này không ăn nhá, ăn những cái khíp bên trong này, khíp non này, cái quả này ăn thế này, nấu canh là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà ăn sống ấy, tức là mình lấy cái quả này xuống, lấy con dao bóc cái lớp lớp bên trong thì này, bóc như này này, đấy, bóc cái lớp màng bên trong rồi đi, xong bắt đầu với cắt ra chấm với muối ớt, bọn tôi ngày xưa ăn là hay cho muối ớt ở bên trong băm ra rồi bắt đầu cắt ăn, ui ngon lắm. Mày đưa cho chú một khít, cắt chú một khít nhỏ nhỏ, chú đi chú vào chú lấy muối ớt làm một miếng xem nào. Đây này, cái quả sổ vừa nãy, ngoài cái chuyện nấu canh tôi vừa nói, ăn chủ yếu là ăn chấm muối như này. Ui, bọn trẻ con ở bản đến mùa này nó suốt ngày lang thang tìm quả sổ ăn thôi mà. Ngày xưa bọn tôi cũng thế, bơi qua suối đi ăn quả sổ này về bị bố mẹ đánh cho lằn hết cả lươn đít. Cái quả này bóc ra ăn nó hơi nhớt nhớt, ngon lắm, chấm tí muối nữa, ớt mà tôi thường hay mang theo ít ớt ăn. Nó chua chua mà. À cay quá. Ôi. Ôi ớt này cay thế nhỉ. Nhưng mà ăn chua phải có ớt mới cay mới ngon. Ôi chảy nước mắt rồi đấy, ớt này. Đấy ăn này. Hoặc là ngày xưa bọn mình có cái kiểu ấy nhỉ, sớm nhỉ. Quả sổ này giã ra nhỉ, cho ông nứa giã ra xong là cho ông nứa giã xong là ăn ngon lắm, giống như quả me thế, quả me cho ông nứa giã ra ăn tuyệt vời. Đây các bác nhìn nhá, quả sổ ăn với lại muối ớt, còn đây đang làm canh quả sổ cá lăng sông Đà, toàn món ngon nhỉ. Được đấy. Đây, nấu canh quả sổ này đơn giản lắm, chỉ cần các bác cắt quả sổ như vậy tôi nói, cắt thành miếng như này, cứ ném vào, xong là cá thích thì cắt, nó dài quá to quá thì cắt ra xong bắt đầu mình cứ đổ nước vào thôi, cứ đổ nước trực tiếp vào, chỉ cần nước với lại cá thôi, cho nước vào xem nào. Đây, cho nhiều nhiều nước tí ăn trong nó hút canh này ngon lắm, trong đó cái nước của cái canh cá này nó hơi đục đục như nước gạo, ăn nó lại chua chua, nhưng mà cái con cá này ngon nhất ấy, ở cái canh quả sổi nấu con cá ấy ngon lắm, con cá cá măng ấy, cá măng ở sông Đà nhiều, nấu ngon lắm, nấu đấy, đun khi nào nó nhừ được. Đây quả sổ các bác cắt ra thành miếng như thế này này, xong rồi cho vào nồi, cá cho vào, đổ nước vào đun sôi, đun nhừ nhừ tí là được. Nhớ là nấu canh cá kiểu Tây Bắc của tôi là không bao giờ cho mỡ, cũng không bao giờ rán cá lên đâu nhá, cứ bỏ thẳng cá vào vì là cá suối một phần nó cũng không tanh đâu. Hầu như nó không tanh, hay ăn thế này mình húp nó mới thanh thanh chua chua ngọt ngọt, chứ còn cho mỡ vào ăn nó toàn mỡ ngấy lắm. Cá suối nó không có mỡ mấy thì mình cứ đun trực tiếp này thôi, đừng có bao giờ rán cá lên xong rồi nấu canh, không bảo là nấu kiểu Tây Bắc không đúng đâu nhá, không ai rán đâu, đổ trực tiếp vào luôn đấy, cứ đun thế này đi, đun khi nào sôi. Cái vung đâu sớm này, cho cái vung đây nào. Đây canh quả sổ nấu xong rồi đây, cái này bọn tôi đi bờ sông hay bờ suối là hay ăn, nấu luôn ở bờ sông bờ suối nhất, nấu phát ăn luôn cả vào nồi chứ khỏi phải bát đũa gì có bát đũa nhiều, chỉ có một cái nồi thôi mà. Hôm nay ở nhà tôi tí nữa tôi múc ở sau, còn bây giờ thử luôn ăn kiểu này đúng kiểu bờ sông. Đây nhá, cá nhá, còn nguyên miếng này nhá. Miếng quả sổ thì hầu như cái quả sổ này ta chỉ nhai nhai thôi chứ cần chỉ lấy nước mà. Quả sổ này ăn thì nó vẫn có sơ đấy, nên chỉ nhai nhai qua thôi, lấy nước là chủ yếu. Cái nước cá này, canh cá này ăn ngon lắm. Đây nó đục, vừa tôi nói nó đục đục màu nước gạo này. Thử một tí xem nào. Ủa, còn nóng đấy. Ui, nó mở hết ống kính rồi. Đấy, canh quả sổ đây. Mời các bác nha, canh này, quả sổ này, cá lăng sông Đà này. Thôi đi ăn cơm. Cảm ơn các bác. Nào, mời các bác vào mâm đi. Mâm xong rồi. Cái bạt này mang đi để làm lều mưa, nhưng mà là bạt ăn cơm luôn. Bát mỗi người một cái. Vừa uống rượu vừa ăn cơm. Cá suối nướng này. Còn đây là canh quả sổ à? Đây, canh quả sổ đây, canh quả sổ ngon lắm. Đây là nồi cơm. Không phải nói rồi. Còn đây là cái nước chấm mà tôi nói vừa nãy, cho một tí nước canh vào. Thì chấm. Ngồi đi, tất cả vào mâm đi xem nào. Ui giời, ăn thế này, bờ suối này. Trong này là ăn cơm uống rượu. Vất vả cả ngày rồi, bữa ăn cơm thôi. Ui giời. Đi suối này thật thì các bác là chỉ có ăn là có sức thôi, chứ còn không ăn thì chết đấy. Ăn được chơi. Canh vẫn cái món canh quả sổ, ba bữa ăn canh rồi. Cá nướng thì cũng ba bữa rồi.
cơm thì còn bị cháy này. Có cái hoa gì nhỉ? Hoa gì anh thêm nhỉ? Hoa bó ké. Bó ké à? Hoa ké đúng không? Bó ké, bó ké. Canh măng chua đây, anh mượn cái đũa cái gì nào? Quả sổ chứ. À canh quả sổ chứ, mình để nó nhầm. Nước nó đã chuyển màu thế này, đấy. Màu hơi nước gạo một tí này, ngon lắm. Ai à, nóng thế. Cho xem nào. Cứ đun đi, cái này đun càng lâu càng ngon thôi mà. Nhừ tí mới ngon. Con gì đấy? Chưa chín đi chứ. Ây da, chín chưa? Chín là mấy? Chín thôi, lâu thế. Chín hơi lâu thế này. Chín là đi. Ăn mỗi cái đùi thôi mà. Đây nha, bát tu họ là bắn bèn cái đồ. Thả ra đây xem nào. Bèn cái đồ. Ôi giời. Ếch nướng, cá nướng, cá chua, rau xào, gỏi cá, canh cá, toàn cá nhiều này.